Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với một cái chủ đề đối thoại giữa anh Quéo và anh Khương. Yeah. Và cái chủ đề ngày hôm nay anh nghĩ là chắc chắn sẽ relate, liên quan tới rất nhiều bạn, và các bạn sẽ nhìn thấy mình trong đó. Bởi vì nó xuất phát từ một cái bộ phim mà là top trending trên Netflix gần đây. Liberation Notes gì đó. Thì cái bộ phim đó là giải sao phóng gì đó, là bộ phim đó là bộ phim nói về cuộc sống của người hướng nội trong công sở. Có một cái nhóm nhân vật chính là người hướng nội và rất là hướng nội và cực kỳ đau khổ khi sống trong một cái môi trường mà mọi người đều mong đợi là hòa đồng vui vẻ với nhau, và bị lên bờ xuống ruộng trong suốt cái quá trình đó. Và cái bộ phim đó nó ra đời trong cái bối cảnh của châu Á, của Hàn Quốc, đúng không? Tức là những cái quốc gia mà có cái collectivism, tức là cái chủ nghĩa tập thể rất là cao. Ví dụ như là Nhật Bản, Hàn Quốc là những cái quốc gia mà cái tinh thần, cái giá trị tập thể trong xã hội của họ là thuộc vào hàng gọi là chuẩn mực, tức là rất là cao. Thì đối với họ cái sự hòa đồng là một giá trị hiển nhiên là phải như vậy. Không thua gì hiệu quả kinh doanh trong một công ty. Thì đối với công ty ngược lại với lại Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc, đó là công ty của Mỹ, là chủ nghĩa cá nhân. Tức là thực dụng, là nếu mà mày tạo ra kết quả là ok, as long as, đúng không, chỉ cần mày tạo ra kết quả. Còn ngược lại cái collectivism, tức là cái chủ nghĩa tập thể, đó là phải hòa đồng, phải vô tập thể, đây là một tập thể, và chuyện đó dù cho bạn giỏi mà bạn không hòa nhập được thì thôi, tôi cũng không cần bạn. Thì đó là cái văn hóa của Nhật Bản, Hàn Quốc, và dĩ nhiên đó cũng là văn hóa Á Đông. Nên có khi là do chạm được tới đúng cái đề tài đó nên là phim nó đang rất là hot, đang rating số 1 tại Hàn Quốc. Và đó, thì anh nghĩ là vì vậy mà anh tin là cái chủ đề đối thoại ngày hôm nay chúng ta cùng nhau mổ xẻ cái đó trong một cái bối cảnh chắc chắn là ở Việt Nam chúng ta, anh nghĩ là cũng không rơi ra ngoài chuyện đó ha. Thì thôi, những cái cụ thể đi, đó là những cái mong đợi, cái expectation, đúng không? Mà anh không biết là như thế nào. Dĩ nhiên là trong công ty, trong học viện của mình thì chúng ta vượt qua cái đó, chúng ta tôn trọng cái sự cá nhân nhiều hơn, đúng không? Nhưng mà anh biết là những công ty bên ngoài cái đó là có. Em nghĩ là bắt đầu với đó, cái bộ phim đó nó cũng rất chạm rất là nhiều những cái bạn trong team, những bạn học viên, bởi vì mấy bạn đó, những người đi học public speaking, mấy bạn cũng kể là trong công ty đúng là bị như vậy. Là sếp cũng sẽ nói là sao mày vô một cái buổi ăn nhậu với công ty, buổi party với công ty ngồi im vậy, sao không chơi với ai, không kết nối gì đi em. Em mới như vậy làm sao mà em có thể thăng tiến được. Cái nghề này nó vậy. Okay. Thì và cái áp lực mà khi bạn nó vào trong công ty á, có nhiều bạn nói luôn em nói chuyện trong công việc thì em ok. Cái lo lắng của em là dù giờ ăn trưa thì làm sao, còn để suốt ngày chỉ làm công việc thì mấy người kia nói chuyện với nhau, thì em luôn có mong đợi là phải tới bắt chuyện với mọi người để trở thành một cái phần một tập thể đó, mà không biết nói chuyện gì hết thì luôn lo lắng, và mấy bạn nó rất rất là muốn trở nên hòa đồng hơn thì đúng cái nghĩa của nó. Thậm chí cái cá nhân đó được dán cho một cái nhãn mà và anh thấy là một cái việc rất là độc hại và rất là đáng tiếc, là những cái bạn đó là sẽ bị nói ồ cái thằng đó, cái con đó là một đứa tự kỷ, mà cái đó là nó độc hại kinh khủng, tại vì nó vừa tổn thương cái người đó và nó cũng tổn thương luôn những người tự kỷ. Bởi vì xem tự kỷ như là một cái bệnh, rồi xem cái người có cái hành vi đó là một đứa bệnh hoạn, thì anh nghĩ đó là cái rất là độc hại. Rất là độc hại trong cái môi trường làm việc, trong cuộc sống, và chắc chắn là nó để lại những cái emotional damage, nó là để lại những cái sang chấn, những cái làm tạo nên cái sự, anh chắc chắn nghĩ là nó tạo nên những cái sự mặc cảm, cái sự tự ti, hay là cái sự ngờ vực là cuối cùng tôi có phải người bình thường không, cuối cùng mình có ổn không, vậy là mình là ai rồi sao, vậy là mình thật sự có phải là một người kém cỏi không. A lot of questions. Nên cái câu hỏi là thế giới hiện nay đúng là có ưu ái người hướng ngoại hơn hay không? Thì có khi là cũng có, nhưng mà em mới nghĩ ra một thứ khác nữa. Thật ra ngày hôm nay đang ưu ái ngược lại cho người hướng nội,
Bởi vì rất là ngày hôm nay rất là nhiều người đứng lên nói để bảo vệ cho cái chữ hướng nội đó. Tôi hướng nội mà mắc mớ gì mà lại đụng tới tôi. Nên thành ra có rất nhiều người ngại cái chữ hướng ngoại luôn. Bởi vì là hướng ngoại là người ta bắt đầu nêu, rất là nhiều nơi nêu cái điểm yếu của người hướng ngoại ra và nâng cái điểm mạnh của người hướng nội lên. Để đó, tại vì cái đám đông hướng nội bây giờ thấy đông quá nên là thật ra bây giờ ra đường á thấy ai cũng hướng nội hết trơn á. Thì có một cái mà em thấy gần đây, trong cái khoảng gần đây nó cũng giống như vậy luôn, cái trào có khi hướng ngoại mới là bị kỳ thị đó, nó flip á hả? Dạ. Anh lại phản biện lại là chưa chắc như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì cái đó là cái thấy của Khương. Bởi vì trong cái sphere của Khương á, Khương nhìn thấy câu chuyện nó nhiều hơn. Tại vì cái sphere của Khương là cái trong cái phạm vi ảnh hưởng và quan tâm của Khương á, thì Khương có cái nỗ lực rất lớn để giúp cho những cái người hướng nội bật được cái cá tính, những cái điểm rất là chất của họ và tìm được cái cách để thể hiện được cái thế mạnh đặc biệt của người hướng nội luôn. Cho nên Khương sẽ có xu hướng nhìn thấy chuyện đó, nhìn mà nghe được câu chuyện đó nhiều. Cho nên Khương nghĩ là chuyện đó xảy ra, giống như là trong một cái xã hội hiện đại hoặc là đó, một cái công ty mà có cái nữ quyền rất là mạnh chẳng hạn, thì những cái người trong đó họ thấy ủa tôi thấy rất là công bằng mà rất là ổn. Nhưng mà họ không nhận ra là ở bên ngoài cái môi trường đó, ngoài kia vẫn đau khổ lắm, vẫn còn những cái đó. Nên là anh nghĩ là nhiều khi Khương cũng nhìn thấy một cái gì đó rất là focus trong cái việc của Khương, bởi vì Khương là một hướng nội. Không, hướng nội chúng ta không nên được cười quá lố như vậy. Cho nên là cho nên đó là cái việc đầu tiên nha, là thưa quý vị, chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu với quý vị một cái người hướng nội điển hình, anh Hình Duy Khương. Chào mấy bạn nha. Đó, chào cái gì vậy, em chào cho nó vui vẻ hơn với mọi người đi Khương. Em thể hiện cái năng lực mình đến với khán giả mà, mình cũng nên tươi vui, mình phải hoạt bát, mình sao anh lại ép em như vậy? Không, ý anh là em cũng phải hòa đồng với mọi người, vui vẻ, tại vì mình bước vào cái cuộc trò chuyện đúng không, với khán giả ở đây chúng ta cũng nên vui vẻ chứ. Em cứ lúc nào cái mặt em nó cứ vậy rồi anh thấy là nó không có, come on Khương, say something, you know. Quan trọng là có kết quả thôi, tại sao phải nói nhiều, mình nói đúng những thứ mà có lợi cho khán giả thôi. Nên là hôm nay đem chắc cái áo này mang lại thêm năng lượng. Đây là nơi mà người hướng nội rất sợ hãi, chuyến xe buýt Sài Gòn Chợ Lớn nha. Nỗi khiếp đảm mà, nỗi khiếp đảm. Cho nên là đó, anh muốn hiểu rõ hơn, anh muốn chúng ta đi sâu hơn vào cái quá trình trưởng thành của một người hướng nội điển hình. Khương đã trải qua cái cảm giác như thế nào, và nhìn lại xem là khoan nói với nhau là chuyện bên ngoài như thế nào, nhưng mà chúng ta có ở trong trường quay ngày hôm nay một người hướng nội điển hình. Và cái quá trình lớn lên của Khương đúng không, how was it, đúng không, có những cái chắc chắn anh vào đâu đó có những cái ký ức, ví dụ như là chuyến xe này. Thì em nghĩ là nó bắt đầu với một cái câu chuyện mà có kể với mấy bạn gần đây luôn á, là dĩ nhiên hồi nhỏ là sẽ chưa có khái niệm đó, hướng nội hướng ngoại, nhưng nó sẽ chắc chắn nằm trong cái nhóm mà là ít nói, trầm tính, lầm lì, và sẽ luôn bị một câu kinh điển là sao mày lúc nào im lặng vậy, sao không nói đi. Và thậm chí là có một lần em vẫn còn nhớ là khi hồi nhỏ, là từ lớp 1 tới lớp 5 á, là em sống ở một nơi và em chơi cũng bình thường như đứa trẻ bình thường, chơi trong xóm thôi, okay. Không nghĩ về chuyện đó, cho tới lớp 6 thì chuyển đi chỗ nhà chỗ khác. Chuyển nhà chỗ khác xong thì một hôm thì là nguyên cái nhóm bạn cũ rủ nhau tới thăm nhà một cái dịp Tết, okay. Mà không báo trước. Thì chỉ khoảng chưa tới gần một năm sau thôi, Mà tới gần nơi mới gọi điện thoại cho mẹ em, bảo là tới nhà cô, thăm nhà cô ở đâu chính xác. Và em nghe cái điện thoại đó xong là em phóng liền qua nhà cô của em kế bên để em núp. Bởi vì sao có một đám người lạ tới thăm nhà mình, nhưng mà nó đã từng là bạn của mình, từng chơi rất thân luôn, tại vì đá banh mỗi ngày hồi nhỏ mà, có ra đồng ruộng rồi ngoài đá banh, là thậm chí là gọi là cặp bài trùng trong cái đá banh luôn, cặp tiền đạo bài trùng luôn á, trong cái nhóm đó đó, nên tụi nó mới tới thăm nhà, nó quý nên mới tới thăm. Nhưng mà em nghe cái đó là em hoảng hồn, em nhảy qua nhà cô em trốn. Và thậm chí là tụi nó tới rồi, nó biết là em có nhà rồi, nó sẽ qua nó kiếm,
mà em không, em sẽ trốn dưới gầm giường luôn á, với mong đợi. Đợi là tụi nó sẽ không tìm ra mình, ví dụ nó qua nhìn không có nó về. Thiệt luôn á hả? Thiệt I'm luôn serious. Là thật sự trốn luôn á, là hoảng hốt thực sự, tại không biết sẽ làm gì, cư xử như thế nào với, vì nó thành người xa lạ rồi mà nó vẫn kiếm ra em. Tại vì nó cái là thoải mái như nhà mà nó qua kêu thằng mèo đâu rồi, nhà em tên là mèo, đi kêu kiếm cái xong nó tưởng đi chơi chống tìm ấy. Em phải bò ra, ok, xin chào. Và lên ngồi nguyên buổi ngày hôm đó là cũng có một vài anh chị lớn ngồi nói chuyện với ba mẹ em, xong rồi dễ thôi nó quay nó lại, còn lại nguyên đám nhóc chơi với nhau thì em có chơi lại được không, có chơi lại được không, cũng ngồi đó, ngồi đó em cũng ngồi yên đó, mà tụi nó thấy em không nói gì, nó cũng không biết nói gì. Thì đó là lần duy nhất và lần cuối cùng tới thăm nhà, nó không bao giờ tới thăm nhà một lần nào nữa. Thì đó, nó là cái câu chuyện mà nó mở ra cả cái thời tiểu học, trung học, thậm chí đại học, nó những năm đầu trong đại học nó cũng gần giống như vậy, là có một cái sợ hãi và cái rất là lo lắng khi mà phải đối diện với đám đông, với nơi có nhiều người. Và những lần mà Tết nhất mà ba mẹ em chở em đi tới thăm nhà bác, nhà cô gì đó, là vô mà có cái ghế đúng không, em sẽ ngồi yên một chỗ giống như vậy từ đầu tới cuối, con mắt ta lét cũng không dám đi đâu. Và lúc này em rất là hâm mộ những cái nhà khác có đứa con cũng là lần đầu tiên tới nhà đó luôn, mà nó có thể chạy chỗ này nó chơi chỗ kia, rồi nó thấy đồ chơi nó xuống chơi với mọi người, khát nước nó hỏi cô ơi nước ở đâu để xuống tủ lạnh lấy. Thì đó đều là một cái wow, lành quá vậy, giỏi quá vậy. Và ba mẹ luôn sẽ dùng so sánh những thứ đó, hỏi là sao mày không có như đứa này đứa kia, nhìn ngồi im có chỗ okay. Gì không? Cho nên là từ cái việc đó có mình nhìn ra thẳng luôn là rõ ràng nó để lại những kết quả đáng tiếc không, đúng không? Tức là rõ ràng là, mà không nói về cái cách nhìn của mọi người, nhưng mà nó làm em đánh mất những cái người bạn đã từng rất thân. Không hẳn về đánh mất về những người bạn đó, cái lớn nhất đối với em là mình bị nhát và mình không biết cư xử như thế nào trong những tình huống đó. Vì lúc đó đối với em nó tự nhiên nó không còn là cho nên, không còn cái connection okay. Đó rồi right, không right. Còn là bạn nữa rồi. Cho nên là rõ ràng là cái behavior đó, cái cách phản hồi đó, nhìn vô thôi là mình thấy là mình cũng đã bị thiệt thòi. Chưa nói là thiệt thòi về mối quan hệ hoặc là thiệt thòi về cách đánh giá của người khác về mình đi, nhưng mà cái thiệt thòi đầu tiên là mình không vui, mình cảm thấy rất là bất an, mình cảm, và thậm chí là mình cũng cảm thấy cảm thấy mình kém. Mà có những tình huống mà giống như vậy thì mình sẽ không dám thể hiện, thì là mình sẽ không, đúng là không được vui, không được nổi bật, và mình sẽ phải chạy trốn. Thì đó là cái giá phải trả đó. Rồi vậy cho anh hỏi một cái này nè, anh muốn thật sự rất muốn hiểu cái chỗ đó là vì sao mà cái những người bạn mà trước đó em đã chơi rất là thân, cặp bài trùng đó, mà một năm sau lại biến thành nỗi sợ cho em được. Tức là I want to understand, anh muốn biết là, tức là nếu bây giờ Khương có thể nếu mà em lùi lại một bước rồi, và quan sát lại cái diễn biến tâm lý tự nhiên của mèo thì what happened inside your mind? Nếu mà bây giờ quay về nhìn lại chuyện đó, em phân tích thì em sẽ nhận ra là chơi với nhau là chơi ở một cái bộ môn nhất định. Ví dụ là tới buổi trưa hú nhau là rủ đá banh, chỉ có chơi một môn duy nhất đó thôi. Rủ nhau đi đá banh rồi coi phim, tại vì trong xóm nó có một nhà, nó là nhà duy nhất có cái màn hình tivi trắng đen. Cho nên là rủ qua coi phim chẳng hạn, đá banh mà coi phim, đá banh mà coi phim. Và đi chơi ra ruộng. Thì nếu nó tới nhà hoặc em tới nhà nó, biết rất rõ là làm cái gì với nhau. Và cái chuyện đó nó diễn ra đều đặn thường xuyên rồi. Cho nên là gặp mặt nói về đá banh, gặp mặt nói về chuyện thả diều. Thì sau một khoảng thời gian nó trôi qua rồi, thì bây giờ nếu nó tới nhà mình thì mình không, em trong đầu em không nghĩ được một cái gì để mà nó, thì câu hỏi đầu tiên quan trọng là nói cái gì bây giờ. Không lẽ nói về đá banh, có gì để nói nữa đâu. Lẽ là rủ đi coi phim ra đồng cũng đâu được. Thì mình nói là à, chào mừng mày tới thăm tao hả, lâu quá không gặp, dạo này mày khỏe không. Không lẽ nói chuyện vậy thì nó hoàn toàn bế tắc. Làm cái gì bây giờ? Thì nó khiến cho em nó bị đứng hình luôn. Thì nếu mình hiểu ra như vậy thì mình thấy đó là cái diễn biến tâm lý của Huỳnh Duy Khương, đúng không? Tức là nếu tôi có một cái gì đó, tôi biết
tôi focus thì tôi sẽ rất là tự tin và rất là ok. Yeah. Nhưng nếu nó là unexpected, nó là một cái gì đó từ bên ngoài đến và nó mình không lường trước được, rồi có nhiều bạn đến cùng một lúc nữa, mình không biết là ô cái thằng này thì có thể là maybe là đá banh, rồi mấy đứa này thì là cái gì, thì mình không handle được nhiều thứ lạ như vậy đến với con người lạ. Con người lạ như vậy thì đứa này sẽ làm gì, đứa này làm gì, đứa này làm gì, làm gì, và mình làm gì. Thì mình nó có cảm giác là tất cả mọi người đều đang chiếu spotlight vô mình. Và mình phải nói một cái gì đó. Ok. Và với cái biểu cái chuyển biến tâm lý đó, cái hành vi đó cộng với lại cái mong đợi mặc định từ gia đình, sự so sánh sao con không như đứa này, con không như đứa kia, không như đứa nọ, thì cái đó nó cộng hưởng lại với nhau một cái, thì nó hình thành nên một cái bạn trẻ ở thời điểm đó là rụt rè, nhút nhát, tự ti. Trong cái môi trường đó, còn lại bình thường vẫn sống vui vẻ, vẫn thoải mái, vẫn chơi với những người mà mình đã chơi. Ở nơi mới cái thoải mái hơn thì cũng sẽ có một vài mối quan hệ mà mình happy với chuyện đó. Và đi, tương tự như vậy, đi học thì là chơi với đứa gần mình và vẫn happy với chuyện đó. Nhưng mà sợ tất cả những thứ còn lại và mình sẽ nhưng mà đi học chỉ tập trung vào việc học thôi. Và vẫn có ước mong là sẽ ước gì mình cũng bảo dạng hơn chứ, nhưng mà nếu mà chắc không được thôi thì nó lại quay về bản năng cũ của mình. Ok thì với cái đó mình có thể đưa ra một cái tạm gọi là một cái định nghĩa, một cái khái niệm, và có thể chúng ta sẽ bổ sung thêm những cái tính cách. Nhưng mà nếu vậy, cái người hướng nội hoặc là cái tính cách hướng nội nó là sao? Đối với em á, thì thật ra cái định nghĩa chung chung thì cũng có, mọi người hay nghĩ định nghĩa hướng nội hướng ngoại là người nói nhiều nói ít, hoặc là cứ thích tới đông người, thích tới ít người thì là hướng nội hướng ngoại. Mà sau này khi mà hiểu hơn về cái bản tính đó của mình rồi, và thật ra là thấy được cái chữ hướng nội đó, mình nhìn cái tự đó mình mới liên hệ lại với những cái ngày xưa của mình đó. Thì trong cuốn sách của Susan Cain, chắc là anh cũng có biết về hướng nội, quiet. Thì có một định nghĩa mà em thấy là khá là chính xác, đó là người hướng nội là người mà cái khả năng phản hồi với những kích thích bên ngoài của họ bị yếu hơn, còn cái người mà họ phản ứng mạnh hơn với những cái kích thích đến từ bên ngoài, mặc dù đến còn xíu thôi. Người hướng ngoại thì sẽ thoải mái hơn với nhiều cái kích thích tới từ bên ngoài. Với nhiều kích thích, tức là nếu như có một cái kích thích để tôi tập trung, tôi xử lý thì tôi sẽ thấy ok hơn. Nhưng mà khi mà nó nhiều là tôi bị panic, tôi bị rối. Thật ra một là cũng đã nhiều rồi, nhưng mà mình rối vừa, còn nhiều thì sẽ rối nhiều hơn. Giống là như ngày hôm đó, là tới nơi thì cùng một lúc là có dù 4-5 cái kích thích, là 4-5 người bạn đi, thì cái kích thích là cái nó như họ có mặt ở đó thôi, là mình phải làm cái gì với họ rồi thì mình đã cảm thấy không thoải mái. Có 5 cái chiếu tướng vô mình thì ngay lập tức sẽ không thấy thoải mái. Cái này anh nghĩ là sẽ có một cái ý rất là hay sau này nha, mà mình có thể triển khai thêm trong cái phần sau của cái đối thoại này ha. Tức là nếu vậy á, anh có cảm giác nha, cảm giác thôi, là thực ra cái người hướng nội lại là cái người caring sâu cho cái người bên ngoài nhiều hơn cái người hướng ngoại. Tại vì khi một cái người đến với mình thì mình ngay tức thì hỏi là họ mong muốn cái gì, họ cần cái gì, mình cần phải cư xử làm sao với họ, và chúng ta phải làm sao để cho cái connection này nó thật sự meaningful, nó hiệu quả. Không, nó sẽ không có câu hỏi đó. Em nghĩ là nó thiên về mình nhiều hơn. Mình cần làm cái gì, mình để cần nói cái gì, để mà mình tương tác để, với người đó. Không phải để tương tác với người đó, mà để đỡ mình đỡ kỳ quặc trong cái bối cảnh đó. Mình đỡ ngại ngùng trong cái nơi đó, để cho cái việc đó nó xong đi. Và hoặc là để mình nổi bật hơn nếu sau này mình muốn nổi bật. Còn trong lúc đó là để mình đỡ kỳ quặc hơn, để người ta đừng có nghĩ mình là đứa tự kỷ đó. Là mình ngồi vô, người ta đang nghĩ gì về mình vậy? À, có một hai câu nói nó rộn ràng lên, mà thì cái cảm giác không phải là cảm giác kết nối, là cái cảm giác an toàn. Rồi. Cho nên là họ sẽ có cái xu hướng cảm thấy bất an khi mà có nhiều những cái kích thích từ bên ngoài đến với họ, và họ sẽ không ready cho chuyện đó. Vậy thì mình nhìn thấy trong cái chia sẻ của Khương, và anh nghĩ là mình relate với lại cái những cái mình nhìn thấy trong cuộc sống, thì rõ ràng là với một cái đứa trẻ ở thời điểm đó, hoặc là với một cái nhân viên trẻ ngày hôm nay,
cái tính cách đó, cái thói quen hành vi đó, cái tính cách đó rõ ràng là một sự bất lợi trong cái môi trường công sở ở Việt Nam, hoặc là thậm chí nhiều quốc gia Á Đông khác khi mà họ đề cao cái việc là hòa nhập tập thể. Sau này nếu đúng hơn, em xin được bổ sung cái từ cho chính xác là cái tính cách bẩm sinh không được rèn luyện đó sẽ là một cái yếu điểm ở cái nơi công sở hoặc ở bất cứ một cái việc gì hoạt động ngày hôm nay. Thì bởi vì nếu mà dùng cái tính cách hướng nội không, thì một cách mặc định là hướng nội suy ra là trầm tính, ít nói và không thể kết nối với người khác, thì đó là cái sai lầm rất là lớn. Mà là do mình chưa được train để mình học cái cách kết nối theo kiểu của hướng nội, hòa nhập theo kiểu của hướng nội. Thì đó là thứ mà sau này em nhận ra. Còn lại đó lúc là nó đơn giản chỉ là unfriend. Và thật ra nếu mà quay ngược trở lại, sau này hướng ngoại cũng chưa chắc là mình có thể là luôn luôn người thành công hay là tươi sáng trong tỏa công sở, hay là dẫn dắt được những đội nhóm, đúng không? Bởi vì một cái điểm rất thú vị mà anh làm cho anh rất hứng thú với chủ đề ngày hôm nay, đó là một cái nghịch lý là nghe có vẻ như cái bản tính hướng nội bẩm sinh không được huấn luyện, untrained đó là một cái khó khăn, là một cái hạn chế của một cái người mới đi làm. Nhưng người ta lại thống kê ra ngày hôm nay theo một cái nghiên cứu, đó là 70% những người leader, những người dẫn dắt của những cái doanh nghiệp, những cái tổ chức lại là người có cái bản tính hướng nội. Thì đó lại là một cái đặt ra một cái ai hỏi đó mà, vậy là cuối cùng hướng ngoại đi đâu hết rồi? Thì cái đó là cái mà có thể chúng ta sẽ mổ xẻ kỹ hơn ha, trong cái phần đối thoại ngày hôm nay. Mà nếu nói về chuyện đó thì quay ngược trở lại á, là thật ra cái đối với em sau này biết được cái từ đó, có một số bạn lạm dụng nó như là một cái từ để đổ lỗi, và chứ không phải là một cái sự khám phá để hiểu thêm về bản thân của mình. Vì cái từ đó đối với em thực sự rất là, thậm chí có thể gọi là từ thiêng liêng luôn. Cái ngày mà em nhận ra có cái từ hướng nội đập vô mặt mình là cái ngày em đang rất là bế tắc trong cái việc loay hoay trong cuộc chơi của người hướng ngoại. Và em không hề biết gì về chuyện đó. Cái khoảnh khắc đó giống như là mình phát hiện ra là mình là gay vậy đó, giống như là gay á. Là thì ra cái sự khác biệt của mình là có một từ khác để mô tả về chuyện đó, và chuyện đó cũng không phải là gì đó quá to tát. Mình không phải là một người thiểu năng, một cái người bất thường, đúng rồi. Nhưng mà nếu mình nói ra tất cả mọi người sẽ kỳ thị mình. Thì tương tự nếu mà Khương là hướng nội á ha, trong cái công việc mà em làm từ xưa tới giờ em tưởng tượng thì ra là mọi người sẽ nhận được kỳ thị. Nó là một cái sự khai sáng, một cái khác mà mình tìm được và mình hiểu được một cái bản chất. Bởi vì lúc đó là nếu mà chắc là anh sẽ nhớ là lúc đó đang làm ở FVO, là một cái business khác mà anh em với một vài bạn nữa có làm. Thì đó là cái khoảnh khắc mà cái test cái khả năng hướng ngoại của em tới mức cực đỉnh. Bởi vì ngày xưa nó như có kể với mấy bạn, chắc là coi sẽ quen sẽ biết là đó, em học từ đứa bạn thân của mình, sau này em học từ anh. Là theo em hiểu đó là hướng ngoại. Bạn em hướng ngoại, anh hướng ngoại. Đó là cái em hiểu, còn lát nữa không biết có gì khác không. thì em thu hút bởi cái hình ảnh đó và em ráng để em rèn luyện được. Đến một lúc mà em nghĩ là em rèn luyện được, là vô là gặp, nếu mà gặp bạn bất kỳ thì làm được thứ mà ngày xưa trong cái buổi gặp mặt cùng bạn thân đó em không làm được. Gặp một học viên cũ, hello, thấy mặt như đang buồn nhiều phong, có chuyện gì? Thì em có thể bắt chuyện với bất cứ người nào, và trở nên nổi bật, chia sẻ với bất cứ người nào em cảm thấy vậy trong công việc của mình. Nhưng mà khi mà chuyển sang cái công việc mới, mình ở vai trò mới hơn, là trong cái team mà phát triển business, thì và trong cái ngành nghề mới nữa, nó không phải là khách hàng cũ mà mình đã làm quen, thật ra làm quen trong gần cả chục năm trời, giờ chuyển qua đối tượng khách hàng mới và phải gặp những người mới như là đối tác, trường, hiệu trưởng, người này người kia, đột nhiên em thấy cái mối quan hệ nó rộng ra, và đều là mới hết, là thứ mà mình chưa bao giờ nhận. Và cái công việc càng ngày càng khó, và thế là những cái áp lực nó tới. Và mỗi lần em bước vô trong cái lớp học đối với học sinh, thì đối tượng khác hoàn toàn. Và cái khoảnh khắc mà em thấy tuyệt vọng nhất là tất cả những chiêu mà em dùng được với sinh viên nó đều thất bại hết với học sinh. Và lúc mà em hoang mang cực độ về cái khả năng của mình, rốt cuộc mình có giỏi như mình nghĩ không, từ trước đó đang tự tin, sau này nhìn lại mới biết là mình, do mình đã làm với nó mấy năm trời rồi. Và tất cả những cái chiêu, thậm chí em học từ anh là bước vô nó như thế nào, là lâu lâu nó chửi này chửi kia, là kể chuyện hài,
chẳng hạn. Thì những cái chiêu mà dùng để mà nói mày thế này mày thế kia chọc ghẹo gì đó, thì sau này mới nhận ra là em học nó dưới dạng những cái chiêu và em xài được nó. Mà khi với học sinh hay là dùng tất cả những cái chiêu nói nhảm, nói cười, nói đùa gì hết thì nó đều trơ ra hết. Và thì mình mới nhận ra là có cái gì đó quá là sai. Có cái gì đó sai. Ok. Và mình đi gặp mà đối tác sao mình lại run tới như vậy ta? Mình lo khủng khiếp luôn. Rồi. Thì loay hoay rồi đó những cái áp lực xung quanh đó nó tới và trong lúc em đang hoang mang, mà đó là lúc mà mình under performance. Kết quả công việc không tốt thì không tốt, về nhà lại gặp với vợ, gia đình cũng lâu rồi mình không về thăm. Sao cái mối quan hệ xung quanh của mình nó messy hết và ai cũng push mình hết vậy. Vợ cũng push là sao không dành thời gian cho mối quan hệ, công ty không dành thời gian cho người này người kia. Thì đó mới lúc này em thấy là sao cái áp lực về bắt đầu hồi tưởng lại. Chính cái khoảnh khắc đó mà lúc em không biết em đang nên làm gì và tại sao mình lại bị như vậy. Đọc cái cuốn sách. Em thấy cái clip của Susan Cain trên TED. Em vẫn còn nhớ là đang ngồi trong cái quán cà phê đi chung với lại vợ em, thì nó gặp bạn em ngồi yên một chỗ lúc đang không có tâm trạng gì để chơi hết. Coi thì nó cái khoảnh khắc đó như là cái khai sáng đó. Ồ, có một cái từ để gọi người này, và mình khoảnh khắc đó mình nhận ra mình không phải là một cái đứa kỳ quặc và lẻ loi duy nhất, cá biệt duy nhất trên cuộc đời này. Thì cái khái niệm đó nó tới với em, nó bắt đầu đúng nghĩa là đi khám phá là bản thân của mình, xem là what's wrong, chuyện gì. Và trong suốt khoảng thời gian vừa qua mày đã đánh đập cái tính cách đó như thế nào để mà chuyển qua cái mới. Rồi. Hiểu vậy. Nói như vậy xong là sẽ có 60% tới 70% khán giả nói anh Khương em cũng là người hướng nội. Mình sẽ nói kỹ hơn về chuyện đó. Nhưng mà bây giờ anh hỏi một câu hỏi rất quan trọng nè, là nếu vậy cái khoảnh khắc nhận ra nó, và rồi dĩ nhiên cái khoảnh khắc đó nó mở ra một giai đoạn rất là thú vị mà anh quan sát được sau đó đối với Khương để mà thăng hoa theo cái cách rất là riêng của mình, đúng không? Khương có thấy hối tiếc về 6-7 năm trước đó, khi mà Khương đã nỗ lực rất là nhiều để em hiểu. Mô phỏng những cái mô thức hướng ngoại không? Em đã từng suy nghĩ về chuyện đó và câu trả lời của em là không. Chắc không? Và bởi vì em, tại vì trong cái giai đoạn đó khi mình chuyển qua cái hướng ngoại, sau này em nhận ra nó cho mình những cái kỹ năng để cần mình có thể tương tác được, mình có thể hòa nhập được và mình có thể linh hoạt được. Ví dụ trong công việc của em là đi giảng dạy đi, thì nếu mà nói là tôi là người thầy hướng nội cho nên tôi sẽ luôn dạy một cách tập trung, kỷ luật, và sẽ không có vui được, không có kết nối để hiểu từng bạn được, thì nó bị quá giới hạn trong công việc của em. Và khi có khả năng đó thì khi cần mình có thể, nếu mà để mà để trò chuyện mà hiểu một bạn nào đó, đôi khi mình cũng cần phải thoải mái vui nghe từ ban đầu, hello trò chuyện nó có gì đâu, thì em thấy là mình có thể học cách ứng dụng lại cái kỹ năng đó. Và bây giờ thực sự thấy nó là một thanh kiếm mà mình có trong người của mình và rất lợi hại. Chỉ có một thứ mà em hối tiếc là trong quá trình mình đi, mình không biết nó gọi là cái hướng gì hết, thì trong quá trình mình đi qua cái hướng ngoại, mình học cái kỹ năng người hướng ngoại, song song với quá trình đó mình đọc cái thằng hướng nội này. Và đó là cái quá trình em tiếc nhất nè, và sau này là thứ mà phải học cách để hàn gắn lại. Vì đó, em có được thời điểm đó, khi mà ở cái thời điểm mà thăng hoa nhất, nghĩa mình đang sống cuộc đời vui vẻ của hướng ngoại, thì mình hay nói với mình, nếu em được gặp lại cái thằng Khương năm lớp 7, lớp 8, em cũng sẽ tán vào mặt nó là tự tin nha mày, có gì đâu sợ, nói nhiều lên đi, sau này mày làm được á, giờ mày làm sớm hơn thì cuộc đời mày sau này rất cảm ơn mày luôn á. Là học sinh cá biệt đi quậy phá lên đi, nó mới vui như vậy, mới là một cái người hay hấp dẫn. Và em thấy là mình có làm hành động đó, và em rất là ghét con người cũ của mình. Em rất ghét, em hoàn toàn ghét nó một bên luôn. Trang bị cái mới đập cái cũ, trang bị cái mới đập cái cũ. Sau này em khi mà có cái quá trình đó, em bắt đầu đi tìm lại là ê, là mình vẫn giữ, sao bỏ hết cái cũ. Nếu mà em được quay lại thằng lớp 8 đó, em vẫn sẽ nói nó là ok, mày sẽ đến một lúc nào đó mày tìm ra được lý do vì sao mày nên chia sẻ và thể hiện ra ngoài nhiều hơn và không có đánh đập nữa. Mà em nhận ra là nếu khi em làm như vậy, em giống như tất cả những người khác đã từng làm với em thì cũng nói những câu đó. Sau này mình học cách giữ lại cái chất đó và dắt cái thanh kiếm này kế bên, không lý gì phải dục thanh kiếm này đi. Thì đó là cái mà sau này em nghĩ thì ra. Chúng ta cũng sẽ rất tò mò trong cái multiverse đó là cái cuộc đời của Huỳnh Duy Khương nó sẽ như thế nào trong cái đa vũ trụ đó, đúng không? Tức là nếu như cái lúc đó Huỳnh Duy Khương được gặp Huỳnh Duy Khương của thời điểm này, quay trở về và nói với cái thằng nhóc 8 tuổi đó, đúng không, bực một cách phá
năm điểm chỉ khai sáng đốn ngộ luôn thầm, thì trong cái đa vũ trụ đó sẽ có Hình Duy Khương như thế nào, và liệu có kênh YouTube của Hình Duy Khương ngày hôm nay hay không, liệu có khóa học public speaking, liệu có tất cả những cái you know, câu chuyện ngày hôm nay hay không. À, bởi vì anh không biết cái đa vũ trụ nó sẽ như thế nào, anh rất muốn đi du hành xuyên qua multiverse đúng không, để nhìn thấy được chuyện đó. À, chỉ là anh có cái giả định nha, là nếu không có những cái năm tháng lầm lạc đó thì cái khoảnh khắc ngồi trong cái quán cà phê và coi cái video clip đó đã không bừng sáng đến như vậy. Dạ, rất đồng ý. Giống như là khoảnh khắc mình dồn mình vào chân tường mà nó tới cái giới hạn rồi. Và đột nhiên nhìn ra một con đường mới. Tại vì cái lý do mà anh có cái giả định đó nha, đó lý do mà anh có cái giả định đó, à, là bởi vì anh nhìn thấy cái chặng hành trình nỗ lực đó của Khương từ năm 2009 cho tới năm 2016-17 đó, hả? Là 8 năm mới chết đâu. Thì đúng là ngày hôm nay mình nhìn lại mình thấy là cái phương thức đó nó không có, không phải là cách hay nhất. Nhưng trong suốt 8 năm đó Khương đã rất cố gắng. Khương đã rất là nỗ lực, đã rất là xông xáo. Anh vẫn còn nhớ là có những cái đợt mà chúng ta đi qua bên White Palace để mà giao lưu với lại nhóm nhân viên rồi có hai anh Quý. Hai anh Phú Quý, mentor của anh đó hả? Rồi mình đó, mình ngồi đó thì Khương đã rất cố gắng. Khương chạy ra rồi Khương nhảy cùng với mọi người, lúc đó nhảy không có đẹp. Nhưng mà you tried very hard. Thì anh có cái niềm tin là không có cái nỗ lực nào, nếu mà mình làm tận tâm đó, thì không có cái nỗ lực nào thật sự là uổng phí. À, và tất cả những cái đó nó chuẩn bị Khương. Giống như một cái này nó nghe nó hơi tâm linh đó. Tức là cái thời điểm đó Khương biết, bởi vì đó là thời điểm Khương nên biết nó. Yeah. Để rồi tất cả những cái cố gắng trước đó không chỉ là nó để lại cho Khương thanh kiếm, mà cái sự nỗ lực, thậm chí cái đau đớn, cái đó cái đập đầu vô tường mà đau lắm hả? Thì tất cả những cái sự tích tụ đó nó prepare cho cái sự bừng sáng của cái khoảnh khắc thầm wow. Để rồi cái sự bừng sáng đó nó dẫn đến một cái sự quyết liệt rất là lớn trong 3-4 năm sau đó. Dạ. Để tạo ra cái sự cho nên anh thấy là chỉ là góc nhìn khác của anh nha, là đôi khi không có gì để tức là dĩ nhiên chúng ta rất tò mò về cái multiverse đó, nhưng mà hối tiếc đối với Khương cá nhân, có những bạn sẽ hối tiếc, có thể là hối tiếc bởi vì sao, họ nửa vời, họ sao cũng được, họ cố gắng một chút rồi thôi, họ có một cái công cụ mới, họ có một cái con đường mà họ làm chút khó là bỏ nặng là buông, họ không có cái sự kiên trì và cái sự lì lợm, cái sự quyết liệt đó, thì probably cái người đó có khi họ nên hối tiếc. Nhưng mà Khương, yeah, anh thấy, anh nhìn thấy cái sự cố gắng của Khương và cái thì đem với cái tinh thần đó anh thấy không có gì để tiếc hết. Và thậm chí không như là không tiếc mà đó, nếu mà sau này có nhiều bạn hỏi em về cái con đường để hướng nội tự tin hơn á, em thực ra em cũng recommend cái con đường đó. Thì vì cũng là trong cái mô hình đó thì Susan Cain chia ra là hướng nội tự ti và hướng nội tự tin. Hướng ngoại tự ti và hướng ngoại tự tin. Không phải hướng ngoại nào cũng tự tin. Thì kiểu vậy. Thì em mới thấy là thật ra đi từ hướng nội tự ti mà bạn đi theo, đi xuống thẳng xuống tự hướng nội tự tin luôn á, nó rất là khó. Bởi vì bạn đứng với một cái áp lực rất là khủng khiếp từ bên ngoài, làm sao bạn bình tĩnh được, vì bạn đang yếu. Nên là thật ra em thấy là mình lái nhẹ qua hướng ngoại tự tin á, nó là dễ hơn. Là mình lái qua đó một xíu đi, và mình lái có định hướng hơn, thì mình thì sẽ không phải phạm cái lỗi sai của em là đừng có đánh đập thằng cũ thôi. Còn bạn vẫn nên lái qua để học cái kia. Bạn, và thực ra trong lòng bạn cũng muốn thì giao lưu với mọi người xíu, tìm người này người kia, thì lái nhẹ qua để mình có kỹ năng, sau đó mình quay về nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Em nghĩ là có bộ phim Kung Fu Panda thì em nghĩ là 3 phần của nó làm rất là hay, đúng cái kiểu đó. Phần 1 là nó là làm tìm ra được cái điểm mạnh trong cái điểm yếu của mình, phần 2 là phát triển mạnh hơn nữa,
giống như là đi qua một cái mảng khác mà rèn luyện kỹ năng ở bên ngoài thôi. Những người mà dạy cái con gấu panda đó đều là những con khác hết, bố cũng là con khác luôn, nhưng phần ba đụng một đối thủ mà sừng sỏ mà mạnh nhất thì tất cả khả năng nó đều không đánh lại. Và thế là phải xuất hiện một nhân vật mới là ba thiệt ba ruột của nó, của con panda đó là một con panda, ba mình là một con cấu trúc thiệt, con là con mỏ dịch kia, và dẫn nó về một cái gọi là làng panda. Nguyên một cái con ô có rất nhiều con giống mình. Và cái đó ở nơi đó cái sức mạnh là luyện võ đúng cái kiểu của một con panda, con gấu trúc, mà thế là nó quay về, giống như quay về nguồn cội và học đúng cái mạnh nhất của cái bản tính của mình và chiến thắng được kẻ thù thứ ba. Thì cái đó rất là hay, trong giai đoạn đầu mình khám phá, mình đi ra bên ngoài để mình trang bị những cái khác trước, rồi mình mới thực ra để đủ năng lực mà khám phá về cái bên trong của mình thì nó tới sau thì nó là cái con đường thực sự. Thì giống như cái câu hát của Suwin Hoàng Sơn là đi thật xa để trở về, thì mọi người nói hay quá, thì mọi người chỉ để ý tới cái trở về thôi, nhưng mà đôi khi họ không để ý tới cái quá trình đi thật xa đó. Tại vì có khi đi thật xa mới trân trọng cái khoảnh khắc trở về. Thế còn nhiều khi mình cứ nói ủa em khỏi phải trở về, tại vì em ở đây rồi. Em ở nhà tía má em nhỏ lớn rồi, em chưa đi đâu hết, thấy ok lắm thôi. Thì ra đi thật xa làm chi, mình đang ở đây rồi, khỏi em trở về luôn, ngay từ đầu luôn. Thì có khi cái lúc đó mình không có trân trọng cái mình đang có. Có khi mình phải đi thật xa rồi nhận ra để quay trở về. Và nói điều đó để và tại sao anh Chí mạnh miệng tự tin nói điều đó? Bởi vì anh cũng là một người hướng nội, và anh cũng đã đi rất xa, và anh cũng đã trả những cái giá. Có khi nó không phải là cái giá, và thậm chí cái giá anh trả nó còn thú vị ở chỗ là không ai nhìn thấy là anh đang trả giá. Khương không hề biết là anh đang trả giá trong những ngày tháng anh trả giá. Dạ, nên là nếu vậy là trước khi nói về chuyện trả giá là cái từ đầu tiên mà em nghĩ là mọi người sẽ khựng lại trước mình nó. Nếu mà những người mà không follow anh thường xuyên mà không, và thậm chí là có follow có nghe anh kể về chuyện đó cũng không, vẫn tin chưa hả? Được thuyết phục, vẫn chưa tin thì vẫn chắc là vẫn có một băn khoăn bán tính bán nghi là thậm chí anh là người hướng nội. Dừng lại cho đó, thua lại rồi, bán kỹ thuật đứng lại stop. Thiệt là em cũng không tin, và với một cái người mà cũng đã làm việc với anh hơn mười mấy năm rồi, thiệt là em vẫn không tin. Em nghĩa là anh có sự sâu sắc, anh có cái sự tập trung kết nối kiên trì, anh vẫn có những cái điểm mạnh mà bộc lộ ra được của một người hướng nội. Nhưng mình hay nói với nhau hướng nội hướng ngoại, dĩ nhiên không phải 100% này 100% kia, nó sẽ là lai lai giữa, đúng không? Thì nếu như em thấy em là 80-20, 80 là hướng nội rồi đó, còn 20 thì có thể là hướng ngoại chơi xíu. Còn anh nếu mà cái đó thì nó không thể nào vượt quá mốc 50-50 được, hoặc thậm chí là 60 hướng ngoại 40 hướng nội mới biết. Chết mẹ. Vậy là thì bây giờ ông Cương ổng đang nghi ngờ tôi quý vị. Ông Cương bây giờ ổng đang nói anh Trí anh là hàng pha ke, em là hàng o mà anh Trí, em mới là cái hướng nội đặc thuần chủng. Ôi vậy, xin lỗi anh Trí, em mới là hướng nội hàng thuần chủng, còn anh là lai rồi, anh là F1, F2, F3 gì rồi, anh là đồ pha ke. Đó, cái phản ứng này không thể là phản ứng hướng nội đâu, phản ứng nội sẽ là chậm chút. Để anh suy ngẫm lại cuộc đời của anh xem. Còn cái phản ứng này là cái phản ứng mà ngày xưa, thưa quý vị, tôi đã rất là thèm muốn có được cái khả năng linh hoạt đó, vui vẻ hài hước đó. Và nó hiển nhiên là kỹ năng của một người hướng ngoại. Và anh luôn vẫn, nếu ai có follow anh sẽ luôn kể là cái khoảnh khắc choáng ngợp trên sân khấu đó, và chia sẻ mang lại cảm hứng cho mọi người trong suốt khoảng thời gian nó vô công ty hoặc là đi tới bất cứ đâu. Anh luôn là người nổi bật nhất và là người nói nhiều nhất, không ai có thể chịu nổi cái khả năng kết nối và là sự thu hút tất cả mọi anh nhìn đó. Và đó là cái mà anh thèm khát và ước ao trong hàng ấy năm để rèn luyện. Cho nên là bây giờ nếu lật lại chuyện đó, chẳng lẽ là nguyên cái khoảng thời gian trước đó là lừa dối sao? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? không thể nào. Ok, cái cách trả lời đơn giản nhất đó là thôi, tôi xui theo ý của mọi người luôn. Nghe quý vị, tắc tôi dữ quá rồi đem ra bao nhiêu bằng chứng trước tòa đây. Những hành vi của anh như vậy mà anh dám là gia nhập vô cái cộng đồng hướng nội thuần chủng hả? Tuổi gì? Phải không? Thì cái cách trả lời đơn giản nhất là ok, anh là người ambivert, anh là người hướng trung. Phải không? Đó, tao cửa giữa. Phải không? Rồi, đó, mày thỏa mãn chưa? Mày vừa lòng chưa? Phải không? Nhưng anh nghĩ cái câu trả lời đó
đối với cá nhân anh không có thỏa mãn. Anh cái tín hiệu rõ ràng nhất đó là anh hoàn toàn hiểu rất rõ những cái cảm giác của Khương và anh cũng trải qua những cảm giác đó. Và cho nên có thể ở bên ngoài anh có được những năng lực hướng ngoại, hoặc là anh thể hiện khi cần hòa đồng anh hòa đồng, khi cần anh bung xả anh kết nối, anh có thể làm chuyện đó một cách mượt hơn, tự tin hơn. Nhưng cá nhân anh biết rất rõ là cái sự hao mòn năng lượng cái việc đó gây ra cho anh như thế nào. Và thậm chí trong một thời gian rất dài anh che đậy luôn cái việc là I'm low battery. Và thậm chí là mình vay mượn cái năng lượng đó trong một thời gian, đặc biệt là khi mà cái công việc nó đòi hỏi rất là nhiều cái thể hiện hướng ngoại của anh, thì anh keep draining, anh keep, tức là anh liên tục hút cái viên pin của mình tới lúc nó cạn kiệt luôn. Và rồi anh còn tự đặt ra cho mình trong một cái vị thế là mình không được thể hiện cái sự yếu đuối của mình, tại vì lúc đó sau lưng mình không có ai hết, mình ngã xuống không ai đỡ hết, cho nên là nó đã là một giai đoạn rất là khó khăn. Và anh thậm chí đến một lúc anh tự lừa dối chính bản thân anh luôn, lúc mà anh hết pin anh vẫn tự huyễn mình là I'm good, I'm okay. Cho nên là hồi đó không ai biết hết, trong công ty không ai biết hết, các bạn làm việc chung với anh không ai biết hết, tất cả những bạn đó đều nhìn thấy anh bước lên những cái sân khấu 300, 500, 800 người đều yes anh Trí, yeah let's go and rock, and yeah nobody knows. Nhưng mà họ sau thêm một ý nữa là rồi anh cũng sẽ bị cạn kiệt năng lượng, nhưng mà cái năng lượng của anh nó có sẵn nhiều quá hay không, còn cái người thực sự là hướng nội năng lượng nó có nhiêu đây à, nên anh xả ra xíu là hết nhanh lắm, còn mặc dù anh xả một hồi cũng hết, nhưng mà có khi nào là đó cũng một cái nghi ngờ đó, hướng ngoại nó cũng có bẩm sinh ở đó nên cái năng lượng của mình nó đầy hơn thì xả một hồi nó cũng hết, nhưng mà nó thực sự đang rất dồi dào. Nếu anh cãi á, thì thành ra anh cãi chày cãi cối, thì thôi để anh giải thích đi là cái nguồn năng lượng dồi dào nó từ đâu đến, đúng không? Thì dĩ nhiên là nó đến từ cái quá trình rèn luyện, tại vì anh nghĩ là Khương bắt đầu rèn luyện từ năm Khương 22 tuổi. Những cái kỹ năng hướng ngoại, đúng không? Những cái kỹ năng như là kết nối rồi đó, thể hiện, anh bắt đầu rèn luyện từ 6-7 tuổi. So I start early, anh bắt đầu sớm hơn rất nhiều, bởi vì anh nghĩ là có thể, không biết nó là may mắn, ngày hôm nay anh không có dám nói cái này là may mắn, cái này là xui xẻo nữa, nhưng mà cái việc xảy ra, chúng ta đã nói với nhau rất là kỹ trong cái câu chuyện về người trung bình, là cái khởi điểm của anh, cái học kỳ đầu tiên mà anh đi học ở lớp 1 thì anh được hạng nhất. Cái tháng đầu tiên anh nhận sổ liên lạc về, lúc đó anh không hề biết gì về điểm, về hạng hết, nhưng mà cái tháng đó anh được hạng nhất. Và khi đạt cái đó rồi thì anh cố để giữ nó, và rồi anh được khen ngợi thì mình happy, mà nít được khen ai chả thích, đúng không? Rồi anh được thưởng, rồi anh được mọi người wow, bạn đã học nhất lớp nha. Thì anh giữ cái đó và anh cố gắng liên tục trong suốt cái thời đi học của anh cố gắng liên tục cho đến cái thời anh lên đại học, anh ra trường đi làm. I never stop trying. Và dĩ nhiên nó cũng là nó, nhưng mà nó mở ra một cái cuộc chơi là gì, là mình có cái kết quả đầu tiên tốt, nó cho mình một cái niềm tin là gì, là I can get it, so if I want it I'll find my way to get it. Và rồi khi mà dĩ nhiên đó, và rồi khi mà mình được vô cái list đó rồi, cái nhóm đó rồi, thì mình cũng sẽ được training nhiều hơn, mình sẽ được dạy intensive hơn. Nếu mà Khương biết là khi mà anh scan về tiềm năng não của anh, toán học là cái yếu nhất của anh, vậy mà hồi đó anh thi quốc gia anh có giải luôn. Tại sao? Tại vì cái kỳ đầu đó cái điểm toán mình tốt, cái là ông thầy ông tập trung, ông hỗ trợ, ông cho mình bài khó hơn, thì mình làm bài khó, mình cố gắng mình làm bài khó đó, cái mình giỏi hơn, cái xong mình lên tới lớp 4, lớp 5 mình vô lớp chuyên. Lớp chuyên là một ngày, một năm lớp 5 anh có 6 ông thầy toán, rồi một tuần anh học 30 tiết toán,
thì nó rẻ mình sang một con đường mà anh rèn luyện khủng khiếp. Thậm chí là tới lúc mà anh Khương 22 tuổi là Khương bắt đầu học với anh, thì anh 21 tuổi anh bắt đầu học với Anthony Robbins. Và Anthony Robbins là a super figure, là một siêu nhân hướng ngoại, mang tất cả những cái bản năng, cái sức mạnh và cái kỹ thuật hướng ngoại đỉnh của chóp của thế giới này. Maybe, probably, nếu mà gần gần mức đó sàng sàng thì anh nghĩ chỉ có Donald Trump thôi. Thì wow. Cho nên là nếu Khương thấy là cái chặng hành trình 6 năm của Khương là cái nỗ lực maybe sai hướng, thì anh hiểu là của anh bắt đầu từ năm 6 tuổi. Và anh hút thuốc mẹ còn hơn Khương nữa, thuốc liều cao luôn. Nhưng mà em cho em quay lại cái khoảnh khắc 6 tuổi đó, là một cái điều mà em băn khoăn là anh có thể có được loại giỏi thì nó sẽ khiến cho anh tự tin và muốn đi theo tiếp con đường đó. Nhưng mà cái được loại tốt không có nghĩa là mình sẽ cảm thấy mình chơi được với tất cả những người còn lại thoải mái. Thì ở thời điểm đó cái quan hệ xung quanh của anh như thế nào? Anh có cho tới lên tới năm cấp 3 anh bắt đầu lờ mờ cảm nhận ra chuyện đó, là anh có thể làm hà đứng trước lớp rất giỏi, anh là lớp phó mua vui từ năm lớp 1. Không, lên tới cấp 3 là cái năng lực đó nó thăng hoa luôn á. Là anh có thể lên trước lớp và anh diễn hài, diễn kịch nhưng bạn thân anh với con đứa tức là khi mà anh thật sự connect và chơi thân thì có một hai bạn gái anh tính nha, bạn gái cũng không phải bạn thân, sau này tìm được cái bạn thân mà là bạn gái thì anh bỏ anh luôn, nhưng mà lúc đó bạn gái cũng không phải gọi là bạn thân, đúng không? Đó là người yêu rồi, khác. Thì bạn thân thật sự của anh không có nhiều. Và ngày hôm nay anh nhìn lại á, là mặc dù lúc đó anh có cho mình tất cả những cái anh diễn hề trước lớp cực kỳ vui, răng ha, rồi anh ca hát, anh lên hát trước trường, anh được giải, anh đóng kịch, anh làm đủ trò khùng hết, nhưng anh vẫn còn nhớ rất rõ là anh là cái thằng có thể dành 2-3 ngày weekend hoặc là ngày lễ hoặc là nghỉ hè anh có thể ở nhà suốt, không đi đâu, and I'm perfectly fine. Và lúc đó anh có cái đứa bạn rất thân của anh thời cấp 3 là nó chuyên gia chạy đến chở anh đi chơi, nhưng nếu nó không đến thì thôi anh ở nhà anh đợi nó đến, nó không đến thì thôi. Và anh cũng không có nhu cầu đi ra ngoài, không có nhu cầu kết nối với ai. Anh hoàn toàn không có nhu cầu. Anh cứ ở nhà anh loay hoay, anh làm những cái việc anh thích, anh cứ làm những việc anh làm. Mà nếu mà ra ngoài nhu cầu kết, nếu mà cần phải kết nối với mọi người thì anh cũng sẽ nỗ lực để làm nó tốt, bởi vì đó là cái tiêu chuẩn của anh. Anh có cái kỹ năng đó. Và anh cho nên là bên cạnh chuyện nội hướng ngoại, anh nghĩ là liền tới một câu chuyện khác luôn, là cái xuất phát điểm ban đầu nó là hướng nội một cách thuần chất nhất, nhưng mà rồi cái tác động của môi trường xung quanh nó sẽ đẩy mình lên tự ti hoặc là tự tin. Bởi vì em nhớ liền tới câu chuyện mà cũng coi rất là kỹ và rất hào hứng để coi, là câu chuyện về Bill Gates trên Netflix. Khi mà nó ra cái tập đó là em coi liền, bởi vì nó lục lại toàn bộ cuộc đời của ông, bởi vì ông là người hướng nội cực kỳ thành công trên thế giới. Thì nó cũng mô tả lại là ngày xưa Bill Gates cũng ở nhà đọc sách thôi, và nó, hoàn toàn không chơi với Elon Musk cũng vậy. Nhưng mà ba mẹ có một cái hoạt động để mà khiến cho đứa con của mình nó xã giao hơn, là hẹn gặp mấy cái bà, nói chung là bạn bè khác của ba mẹ. Có một cái quy định là mỗi một tuần sẽ chơi ở một nhà khác nhau, và bắt buộc phải chơi, và nó đều đặn. Và lôi mấy đứa con ra để cùng chơi với nhau, bởi vì sợ cái thằng đó sau này nó bị tự kỷ. Cho nên là bà Bill Gates buộc phải chơi với mọi người để mà sau này ông cũng không có bị sợ. Ông không phải là người rất là thích làm này làm kia, nhưng mà ông nói là tao lớn lên tao không có sợ là sẽ phải nói đám đông này đám kia, tao không thích, nhưng tao không có sợ. Bởi vì cái trải nghiệm hồi nhỏ là cứ mỗi tuần là phải chơi với nhiều người, mỗi tuần là chơi với nhiều người mà dù tao không thích. Thì em thấy là có khi là trong cái bối cảnh khi mà lớn lên, ở cái tiêu chuẩn, ở cái việc mà anh làm, thành tích mà anh có, nó khiến cho mình không có phải gì phải người ta phải sợ người khác. Không thích kết nối với họ thôi. Thì chính xác anh mới nói đó là cái ý anh vừa tính nói lúc nãy. It's beautiful, đó là nice story, đúng không? Là có thể lúc đó anh rèn luyện những cái thứ đó maybe nó không có hoàn toàn trúng với cái bản tính, nhưng bên cạnh những cái thành tích học tập, đúng không, và những cái cơ hội ABCD,
thì cái thứ rất quan trọng mà anh được trui rèn từ còn nhỏ đó là cái attitude, cái thái độ. Want it, get it, don't bullshit. Anh nghĩ đó là cái thì cái này nó là education, nó là giáo dục một cách nào đó, là anh bắt đầu trở thành người hướng nội tự tin khá là sớm. Và rồi sau đó mới lạc qua cái nhóm hướng ngoại. Nếu vậy thì mình nói thêm rõ về cái khúc bắt đầu rồi đó. Thì cái khúc mà lạc qua bên kia thì nó same gây shit, cho anh cho same shit đó. Same shit, tức là mình niềm vui vẫn và phải sự trả đau giá khổ. Mình vẫn phải trả giá, và cái giá đôi khi còn không biết ai giá đắt hơn ai. Cũng phải trả giá. Nhưng đó, nhưng mà anh nhìn lại anh hoàn toàn không hề có một chút hối tiếc gì ngày hôm nay nha. Còn cái lúc mà nhận ra đó thì mình cũng nói oh shit má ơi. Thì đó, như anh nói là chắc là nhiều bạn trên kênh anh cũng biết là năm 2016 là giai đoạn mà anh rơi vào một cái giai đoạn mà có rất nhiều những cái triệu chứng của trầm cảm. Anh mất ngủ liên tục trong một thời gian rất là dài, và anh luôn exhausted, anh luôn cạn kiệt. Tức là lúc đó là đúng là cạn kiệt, là anh cạn kiệt về tinh thần, về cảm xúc, về năng lượng. Và cảm giác nó rất khủng khiếp. Và nó còn khủng khiếp hơn nữa là anh không dám để cho ai biết hết. Anh gặm nhắm cái đó một mình. Còn who knows, sau đó khi mà Khương có những khó khăn thì anh vẫn có thể support Khương anh. Nhưng mà Khương có biết là trong lúc mà Khương khó khăn mà anh đi support Khương như vậy, anh cũng mẹ thú quắc trong bụng á. And I can't share with anybody. Thì mình vẫn trả giá. Và ngày hôm nay anh nhìn lại, anh thấy đó cũng là một điều tuyệt vời. Đó cũng là một điều tuyệt vời. Để còn nếu như anh không có trải qua cái chuyện đó, có khi anh sẽ không thấm đẫm được cái niềm tin và cái triết lý giáo dục tự nhiên mà anh theo đuổi. Cái triết lý kiên nhẫn hơn, bình tĩnh hơn, không push nữa. Không, nhưng mà anh không có hối tiếc lắm về cái việc mà anh push, bởi vì nó để lại cho anh bên cạnh chuyện là mình phải hiểu được cái cá tính của riêng mình, cái bản chất, thì cuộc sống này vận hành có những quy luật của nó. Và cái quy luật đó, ví dụ như là mình có cái sự quyết liệt, cái sự chủ động, rồi không ngừng học hỏi, không ngừng lắng nghe, điều chỉnh, thì mình không thể không có kết quả. Và nghĩ là cái sự nghiệp của Khương cho tới ngày hôm nay nó cũng chứng minh cái nguyên tắc đó. Là cho nên anh mới nói là anh và là Khương, anh nhìn lại đúng không, anh cũng không hề hối tiếc 5-6 năm mà Khương có những lúc đánh đập mình làm sai đấy. Nhưng mà mình làm rất tận tâm. Sai một cách tận tâm. Thì cuối cùng có khi cái kết quả là cái đau đớn đó, nhưng mà mình làm từ cái ý chí của mình. Cái điều đó là điều Khương thật sự muốn, chứ không phải ai ép Khương hết. Tới lúc mà Khương 22 tuổi, Khương nói tôi muốn giống cái anh này, tôi muốn có cái năng lực này. And you want it, and you go for it, and you got it, right? Và rồi nhận ra là hình như nó sai sai. Nhưng mà tất cả cái quá trình đó Khương không có đổ lỗi cho ai hết. Thậm chí những ngày đó anh thấy Khương cũng không đổ lỗi cho ai. Khương nói là anh Trí rồi đó, anh dụ em đúng không, anh dụ em bằng những cái chiêu trò trên sân khấu bung xả long lanh lóng lánh á, làm em bị you didn't do it. Cho nên Khương không đổ lỗi cho ai hết. Khương nhận cái trách nhiệm và Khương điều chỉnh. Và Khương discover được, khám phá được một cái phiên bản chân thật hơn, và rõ ràng là nó tự nhiên và nó mang lại kết quả ấn tượng hơn rất nhiều cho Khương. Số nó quay trở về những thứ mà làm mình, anh nghĩ đó là hai cái bài học lớn đối với anh, là thứ nhất là mình hiểu, nhưng mà cái hiểu nó chưa đủ, mà underneath cái đó mình phải có một cái thái độ đúng để tiếp cận những cái thông tin đó. Giống như là bây giờ mình có một cái bản đồ, là ok để đi tới đây thì ra đi đường này. Nhưng nếu mà mình có cái thái độ sai á, mà mình nhìn ra được cái con đường rồi mình nói trời mẹ thì ra nó xa đến như vậy á hả, thì ra là phải đi vòng như vậy rồi U-turn chỗ này quẹo lên chỗ kia. Oh shit, wow, so the road is not fun này đâu, con đường này nó má ơi thiệt là nó như vậy á hả, thì nói thôi không đi nữa, đúng không? Còn khi mà mình, nếu mình là người có cái thái độ thật sự tích cực, một thái độ đúng, đúng không, thì khi mà mình nhìn ra được cái bản đồ rồi mình nói rồi như vậy chắc chắn mình sẽ không đi lạc, mình tự rồi vậy là mình an toàn hơn rất nhiều, chỗ này phải là vậy, cho nên mình sẽ chuẩn bị kỹ hơn, mình cần phải có thêm cái này rồi giờ lần này nhất định mình sẽ thắng. And they go for it. Và cái tất cả những cái quá trình trước đó là để chuẩn bị, thậm chí là những khó khăn trước đó là chuẩn bị để trui rèn lên cái thái độ tinh thần đó của mình. Khi mình tìm thấy đường đúng thì mình sẽ càng cuối cùng đã tìm ra đường đúng.
đi phải đi nhanh hơn thôi. Thì em nghĩ là mới nãy thêm một cái nữa mà mọi người, cái từ lúc nãy anh có nói là trong suốt quá trình đó thì đối với em cũng khám phá ra bản thân của em, anh cũng khám phá ra thêm những cái đó, thì mọi người đều muốn biết mình là ai, mình khám phá ra bản thân của mình có cái này có cái kia, nhưng mà đôi khi là mình khám phá ra nó trong lúc mình đang làm, trong lúc mình bị chật vật, mình đẩy thì nó, những cái thứ tới nó mới vỡ ra. Còn có rất nhiều bạn ngồi khám phá theo kiểu là muốn học cái gì đó xong rồi đóng cửa trong phòng rồi ngộ, lúc nào đó sẽ tự nhiên ngộ ra cái cuộc đời, mission cuộc đời của mình. Không biết Khương có còn nhớ cái đó trong cái bài giảng của anh trong Work Your Power mà Khương nghe mấy chục lần á, mày nghe lắm không à quỷ. Nhưng anh nhắc đi nhắc lại một cái việc đó, tại vì anh nghĩ là đó là cái trăn trở rất lớn mà 20.000 học viên tất cả các lứa tuổi tìm đến gặp anh trong cái khóa học ở Work Your Power, thì nói là em muốn biết mình là ai, muốn biết mình say mê cái gì, thì anh mới nói, anh nói rất rõ là gì, là cái người xứng đáng được biết là mình là ai và mình say mê cái gì phải trả hai cái vé. Thứ nhất đó là sự dũng cảm, thứ hai là sự kiên trì, thì chỉ những người đó mới được biết mà thôi. Còn dĩ nhiên tất cả chúng ta đều có một cái chất gì đó bên trong, ai cũng có một cái genetic, một cái code, một cái sự thật gì đó about yourself, right? Cái nó cái một cái gì đó ha, cái bản thể thật của mình ai cũng có cái đó hết, nhưng không phải ai cũng được quyền biết cái đó hết. You gotta pay the price, đúng không? Giống như là cái phim nó có chiếu ngoài rạp á, nhưng mà không phải ai cũng được quyền xem, bạn phải trả tiền mua vé, bạn mới được phép vô coi cái bộ phim của... đó. Đó, còn bộ phim nó nằm ở đó, nó luôn có, nó đang chiếu, right? You gotta pay the price. Thì anh nhìn thấy cái điều đó, nó xác thực, nó xác tín với anh trong suốt 15 năm anh làm cái công việc này, đó là những người trả được cái vé, cái tiền cái giá đó là cái sự lì lợm, sự kiên trì. Tôi thật sự muốn biết và tôi I'm willing to pay the price, và dũng cảm, họ commit to the game. Họ nói, ủa, đây là cái con đường phải chơi để là phải đi hả? Dạ, đi. Đây là, ủa, luật chơi yêu cầu là phải chơi cái này hả anh? Chơi. Và họ phải dũng cảm để dám chơi. Và một khi bước vào cuộc chơi đó, cách này không được, cách này, đường này không được, đường này. And they don't give up, đúng không? Họ cố gắng, họ... thì đi hết là nó xong, bụp một cái phát hiện ra lạc đường, à, không đúng cái đích bên này, mày đi bên này. À, nhưng mà tới đó nó mới cho mình cái clue là, ê, đây là mày phải tới đó, tao mới cho mày biết là thật ra con đường là như vậy như vậy. Yeah. Còn những đứa mà thậm chí không dám đi và đi một chút thấy ồ nắng quá, khó quá, bùng sình quá, dơ quá, thôi quay xe, thì những người đó thậm chí không bao giờ đến được cái điểm lạc để nhận được cái mật thư tiếp theo nói là đây là cái điểm lạc, mày đi qua chỗ này. Thì nói tới chỗ đó có khi là mình bắt đầu nhìn thấy cái đề bài ngay từ ban đầu nó rõ hơn là hướng nội với hướng ngoại. Có khi là đừng để nó thành cái label, cái nhãn dán lên, mà là exactly mình bị giống như vậy. Vừa vô nhìn thấy là ok, đây là bản đồ của người hướng nội, hướng nội là phải như vậy như vậy như vậy, cho nên là chỗ này có đường vậy không, ở trên này được vậy, sao mọi người lại thiên vị người bị tốt, sao thiên vị hướng ngoại quá vậy, thì họ lấy cái này làm cái nhãn dán và bị follow theo nó, trong khi đúng ra là nó quay về cái bản chất của cái việc đó, bạn có muốn không, bạn có kết quả gì, nguyên tắc ở nơi đây là gì, trong team phải đi ra làm sao, thì khi đó mọi người sẽ lựa chọn là ok, đây là thứ nhất định phải làm được, bởi vì đó là nguyên tắc, đó là quy luật, thì nếu kiểu của tôi sẽ làm như thế nào để ta tìm cách để khám phá nó, và khi đó mình sẽ sử dụng nó, chứ không phải là cái nhãn nó dán lên mình là mình phải đi theo nó. Chính xác. Thì anh nghĩ đây là một cái điều đáng tiếc, hơi uổng ha, là đôi khi những cái khái niệm và những cái khám phá mới về tâm lý học, đúng không, về bản tính và những cái phân loại ABCD gì đó ha, về tính cách người này, đôi khi cái điều đáng tiếc là ngày hôm nay nó lại đến một cách quá dễ dàng. Ngày xưa để Khương tìm ra cái đó khó lắm. Yeah. Còn ngày hôm nay có khi lên mạng sạch đặt là có, it's free, thì người ta không có, mấy bạn không có trân trọng, và rồi end up là gì, họ biến thành nạn nhân của những cái công cụ gọi là profiling, tức là công cụ phân loại tính cách, như là MBTI hay là hướng nội hướng ngoại hả, rồi DISC, đúng không, thì cung hoàng đạo hay là thậm chí cả sinh trắc vân tay, nếu không hiểu đúng chính xác, exactly, cho nên là anh mới luôn nói là trong cái sinh trắc vân tay là
40% là cái kết quả, 60% là cái tư vấn. Bởi vì cái người tư vấn đó mới đánh thức được một cái góc nhìn tích cực và chủ động, và hướng dẫn cái khách hàng đặt cái bản đồ đó bằng một thái độ chủ động, chứ không phải bằng một cái thái độ đổ lỗi và đẩy trách nhiệm và bị động, nói là à tại em là người hướng nội cho nên em có quyền không tham gia thuyết trình. Đã giải thích được cho những thất bại của mình rồi, mà họ lý giải cho tất cả những thất bại của mình đó. À thì ra đây là cuộc đời, lý do tại sao cuộc đời mình thú quá, lý do tại sao mình không bán được hàng, lý do tại sao mình không có bạn bè, lý do tại sao mình thất bại. Ồ thì ra là như vậy, thì đâu phải tại mình, tại trời, đúng không? Thì anh nghĩ đó là cái điều rất là đáng tiếc, là những cái kiến thức ngày xưa thì không có, nhưng mà bây giờ cái kiến thức đó nó lại bị phát tán một cách bừa bãi, và mọi người lại tiếp nhận nó mà không có được hướng dẫn. Giống như là đi ra ngoài chợ thuốc để thấy cái thuốc gì, đúng không, thuốc gì nó bán đầy ngoài chợ đó, đủ các loại thuốc tăng lực ABCD mà không có ai hướng dẫn mình, không có cái người dược sĩ hay người bác sĩ hướng dẫn, uống vô rồi nhiều khi tiền mất tật mang. Mặc dù thuốc là thuốc tốt hết, đúng không? Cho nên là anh nghĩ đó là cái rất là quan trọng, là mình phải có một cái thái độ đúng đắn để tận dụng được những cái hiểu biết đó và tìm ra cái phương cách để thể hiện được cái bản tính của mình một cách hiệu quả nhất để get things done, get what you want, xây dựng được cái mối quan hệ quan trọng đó, xây dựng được cái sự kết nối sâu sắc đó, có được cái vị trí đó trong công việc, đạt được cái kết quả đó trong kinh doanh, tiền bạc, tài chính. Hoặc một cái cụ thể luôn nè, khi mà có thái độ đối với em chẳng hạn, là người nó theo kiểu là tới bây giờ vẫn là hướng nội nhưng mà tạm gọi là biết cách sử dụng nó rồi, thì những cái nơi mà như công ty chẳng hạn, khi mà tổ chức những cái cuộc vui chơi tập thể party, thì nếu như em ngày xưa thì một là ráng tới đó đi ngại quá, còn hai là có cách nào tôi ở nhà không. Còn bây giờ khi mình nghĩ, mình nhận ra là ok, đó là một phần, đã là một phần của tập thể thì không thể nào trốn tránh được. Nếu mà bạn phải đến với tinh thần đóng góp thì phải kết nối với mọi người, đó là cái mà chúng ta cần va chạm thêm để làm gì, để hiệu quả thêm cho cái công việc thực tế bên ngoài. Thì mình sẽ suy nghĩ xem là mình sẽ tới đó như thế nào. Ví dụ như nếu mình biết trước là những lần tới toàn là ăn nhậu vui chơi rồi mà khoan bàn hoàng vai bá cổ, là cái kết nối nó rất là nhiều và mình không thích chuyện đó, thì mình thậm chí có thể đề xuất là dạ, trong cái lần sắp tới, hay là khi gặp nhau chúng ta hát với nhau đi, hay là chúng ta chơi cái trò này đi. Mình có thể đề xuất và input của mình, cái đó là cái mình không trốn tránh. Nhưng với cái kiểu của mình thì bạn, khi bạn có cái sự ảnh hưởng tốt hơn, bạn có thể nào lái nó qua theo cái kiểu mà vẫn đạt được mục tiêu chung là mọi người có mặt kết nối với nhau, nhưng theo cái cách mà mình thấy là thoải mái nhất với mình, và mình input và mình đề xuất và mình đóng tương góp tác, mình đóng góp được, thậm chí mình là ban tổ chức luôn. Em làm cho em design cái game này cho, thì cái game mình thích, hoặc là mình ban tổ chức mình nhìn mấy bạn chơi cũng được. Thì mình sẽ nghĩ cách là mình input, mình đóng, mình contribute vào như thế nào. Bên cạnh đó mình cũng phải phát triển năng lực của mình. Chứ không phải là nên là còn cái việc đó là cần tham gia là phải tham gia. Chứ mình sẽ không trốn tránh hoặc là ráng để tham gia cho nó có. Đó là tinh thần, anh nghĩ là đó là một thái độ chủ động cơ bản nhất khi mà một người đi làm. Bởi vì nếu không bạn đừng có làm, có bao nhiêu công ty ngoài kia kìa. Tại sao bạn đã quyết định ký cái tên vô cái hợp đồng lao động và nói là em sẽ nhận cái việc này, em sẽ nhận cái trách nhiệm, thì nhận thì phải làm, nhận trách nhiệm là phải hoàn thành trách nhiệm. Ok, còn lại dĩ nhiên bạn có thể tìm cái phương thức phù hợp để mình làm. Còn lại một cái ý nữa anh nghĩ cũng rất là quan trọng, đó là quay đi thẳng vô cái môi trường công việc luôn đi ha. Mình phân tích là có khi mình chưa được làm theo cái cách mà mình muốn, bởi mình là nhân viên mới. Thì trong giai đoạn đầu tiên, nếu em đã nghiên cứu về công ty, tìm hiểu về cái văn hóa của công ty này, chúng tôi là công ty giống như vậy, yêu cầu công việc là như vậy, có những cái việc ABCD như vậy, và văn hóa của công ty là như vậy, chơi không? Và nếu mình nói dạ chơi, thì chơi phải chịu. Muốn mơ qua sông thì phải chịu ước thôi, đúng không? Muốn chơi phải chịu. Thì trong cái giai đoạn đầu tiên, có khi mình chưa được chơi theo luật của mình hay là cách của mình. Thì mình phải tôn trọng cái công ty, với công ty có trước, và mình là nhân viên mới, who are you? Right? Tại vì rất nhiều bạn nhân viên trẻ nói ôi em muốn thay đổi công ty, sorry, not yet. Không phải là no, not yet. Ok, thì trong giai đoạn đầu tiên, đó là lúc các bạn phải trả cái giá của sự kiên trì, của cái sự nghiêm túc, là em
cần phải làm cái này, ok chơi. Yeah. Cần chơi theo luật này đúng không? Ở đây mọi người đang chơi theo luật này đúng không? Mà em đã quyết định nhận công việc rồi. Ok, em chơi. Vẫn là get things done first. Yes, you gotta get things done. Thì anh nghĩ là ngày đó khi anh học về leadership với một câu mình anh nghĩ là John C. Maxwell, ông là cái bậc thầy về leadership. Nè, thì ông nói cái rất đơn giản là gì? Là nguyên tắc của người leader là gì? Là follow the rules and break the rules. Ok, nhưng first you gotta follow. Đầu tiên mình phải là một người lính giỏi. Còn khi mình lên làm tướng rồi, mình được quyền. Nhưng mà không ai mà đẻ ra làm tướng hết. Mày phải làm lính. Mà mày phải làm lính giỏi, sau này mày lên làm tướng. Mày nói lính ở dưới nó mới nghe. Cho nên việc đầu tiên là chúng ta phải chịu chơi. Chịu chơi. Và trong giai đoạn đầu tiên mình cần phải có cho mình cái thái độ, cái kỹ năng để kiên trì, để thật sự chấp nhận. Còn nếu không thì đừng làm, đúng không? Nếu là thấy là em căm ghét việc nói chuyện với con người thì đi làm công việc kỹ thuật đi, đúng không? Hoặc là làm công việc số má. Chứ còn đã căm ghét công việc con người rồi lại đi register cho công việc sale thì nó em tự chơi khó em rồi. Yeah. Cho nên là phải biết cách lựa việc. Nhưng mà một khi đã chấp cái bút ký vô, chịu chơi thì chơi cho tới. Và sau một thời gian, nếu mình thật sự thì đến một lúc mình sẽ có được cho mình sức ảnh hưởng, mình khẳng định được cái vai trò của mình, khẳng định được cái đóng góp của mình cho tổ chức, thậm chí mình có vị thế. Thì tới lúc đó mình được chơi theo luật của mình. Cũng giống như là cái không gian làm việc chẳng hạn. Exactly. Là hướng nội là ngồi một mình mới hiệu quả, đông người quá thì ủa sao cái văn phòng này xây dựng xem cái kiểu mở open bà? Office, open office. I don't like open office kiểu vậy, đúng không? Vậy thôi em đừng làm ở đây. Tại vì xin lỗi em mới ra trường, mới vô làm công ty, em muốn có phòng riêng á hả? Vô toilet á. Đóng cửa lại, không ai chui vô đó với em đâu. Không ai có nhu cầu chui vô toilet với em đâu. Hả không? Còn em là nhân viên mới ra trường, em chưa đóng góp được, em chưa thể hiện được gì hết. Bước vô nói sorry anh, em là một cái người hướng nội, em chỉ phát huy có kia là em có ba phòng nhỏ nhỏ luôn á nha, xài xong nhớ nhấn nước. Ok. Còn khi mà bạn lên tới vị trí quản lý, bạn lên tới vị trí phó giám đốc, giám đốc là bạn sẽ có phòng riêng, và khi đó bạn được quyền nói tôi sẽ có cái phòng của tôi cho ai vô mới được vô, tôi kêu đi ra là phải đi ra, tôi khóa cửa lại, tôi làm việc riêng là việc của tôi, thậm chí tôi không thích ngồi trong phòng một mình, tôi cầm cái bàn làm việc tôi thả một cái đùng ngay giữa tất cả những bạn nhân viên là quyền của tôi, nhưng mà bạn là giám đốc, bạn muốn chơi sao cũng được. Yeah. Thì mình phải kiên trì. You gotta pay the price, get it done, and then, và tới lúc đó mình sẽ được thăng hoa. Trên cuộc đời luôn hỏi là who are you, right? So, đúng không? Mày ngầu đúng không? Mày giỏi đúng không? Mày có huân chương kháng chiến, mày có thành tích đúng không? Rồi, vô đây. Đây là cuộc chơi để thể hiện cá tính. Dạ. Yeah. Thì anh nghĩ đó là cái thái độ. Và vì vậy tới lúc đó, giống như là Khương để ý thấy là tới lúc mà Khương I think it's beautiful, là cái thời điểm mà Khương bừng tỉnh với cái câu chuyện hoặc là cái khái niệm về hướng nội. Thì thật ra tới thời điểm đó Khương đã là một leader của công ty rồi. Và dĩ nhiên lúc đó cái gánh nặng, cái trách nhiệm trên vai Khương rất là lớn. Nhưng mà Khương cũng bắt đầu có được cho mình sức ảnh hưởng. Để rồi khi mà Khương nói là em không tham gia buổi họp chung này được không, anh tôn trọng. Còn nếu mà Khương là nhân viên mới họp công ty, ủa nhân viên đó nói em không họp được không anh? Không thì em khỏi họp luôn, em khỏi đi làm ngày mai luôn đi. Bye bye em, chúc may mắn. Ok, nhưng mà ở thời điểm đó Khương đã khẳng định được cái sự nghiêm túc và kết quả của mình trong công việc rồi, cho nên Khương bắt đầu được quyền. Dạ. Yeah. Chứ còn Khương tưởng tượng là nếu Khương coi cái clip đó, đúng không? Ngay một tuần sau Khương đi làm thôi, thì có khi là sẽ không có hình như Khương ngày hôm nay. Cho nên bây giờ đó, cái chốt lại đi, thì có một số bạn là nếu đặt trường hợp cuối cùng là mấy bạn đã lỡ biết vào cái giai đoạn sớm quá. Và đó bây giờ đang rối nùi trong đầu của mình, trời phải vậy luôn hả ta, khi coi cái này vẫn có băn khoăn, để mình thà không biết, lỡ biết rồi hướng nội là như vậy nó bắt đầu ăn sâu vào cái định kiến của mình rồi, thì sẽ cần một hai bước nữa đó để thoát ra liền ngay bây giờ ta. Hai cái cái thứ nhất là cái thứ nhất đó là phải hiểu rồi, nếu mà mình thật sự chưa phải là một người rất tự tin máu chó nha, thì mình phải lựa cuộc chơi phù hợp, phải lựa cuộc chơi phù hợp.
và sau khi lựa cuộc chơi phù hợp xong rồi á, tức là đó, thì cân nhắc lựa trước đúng không? Như anh nói là một cái người thật sự thấy là mình không có thích và căm ghét việc trò chuyện với con người thì phải lựa cái cuộc chơi mà mình không có bị yêu cầu, bị force để làm chuyện đó, đúng không? Thì well, lựa cuộc chơi phù hợp. Nhưng mà rồi cái thứ hai là một khi đã lựa xong rồi, đã chốt đơn rồi, thì chơi cho tới là bước vào cuộc chơi đó. Nếu như cái cuộc chơi đó nó phát sinh những cái nhu cầu mà đòi hỏi những cái kỹ năng cần thiết thì phải đi học. Seriously, there's no way around it. Yeah. Right? Đúng không? Tức là nói là ok em có thể làm nhân viên kỹ thuật, nhưng tới em làm tới giám đốc bộ phận kỹ thuật rồi. Tức là em làm nhân viên kỹ thuật, em không có nói giao tiếp nhiều đúng không? Ok đồng ý rồi, nhưng mà khi em làm một hồi em giỏi, rồi công việc em thay đổi, em lên tới thành giám đốc bộ phận. Đúng không? Thì xin lỗi, khi đó em phải thuyết trình trước ban giám đốc để yêu cầu đầu tư cho một cái hệ thống công nghệ mới, đầu tư cho những cái thiết bị mới. Em phải thuyết trình với ban giám đốc em mới lấy tiền được. Còn em vô em nói được, em không muốn nói chuyện với con người, đưa tiền được không? Em nói rồi mày đưa súng đây, mày chỉ ra súng ở đầu tao, mày cướp luôn đi. Không? Thì tới lúc đó nếu mà cái tính chất công việc của anh nó yêu cầu anh phải có khả năng thuyết trình, khả năng thuyết phục ban giám đốc, thì anh làm ơn làm phước, anh đi học cái kỹ năng đó đi. À, anh đi học cái kỹ năng đó à, để mà anh get things done, want it, get it. Nè, chứ đừng có tại là bởi vì rằng thì mà. Yeah. Không? Cho nên là à, mình dùng nó để mình lựa. Nhưng sau khi đã lựa rồi thì phải chịu chơi. Yeah. Chịu chơi. Thì anh nghĩ đó là cái... hai cái. Em bổ sung thêm một cái nữa là có khi là đó với cái trải nghiệm của em là khi, với trong quá trình đó nếu mình có cho mình cái hình mẫu nữa thì càng tốt. Mình nhìn ra ngoài bất cứ ai mà mình thấy là tất cả những cái người giỏi nào mình hâm mộ thì họ ở phía sau đó họ đều không phải là bởi vì tính này tính kia bẩm sinh cái gì, họ có kỹ năng, họ mang lại giá trị, họ tạo nên sức ảnh hưởng của mình, thế họ có công việc, có kết quả thôi. Thì để mà mình nhìn ra nếu mình cũng muốn có được giống như vậy thì mình cũng phải trả cái giá như giống như họ, và cũng phải rèn luyện để có được cái kỹ năng mà họ có, thì nó là thứ mà mình cần phải đi. Cái thứ hai mà anh nghĩ anh muốn nói rõ hơn nữa là gì, là ngay cả tìm hiểu về hướng nội hướng ngoại thì làm ơn làm phước tìm hiểu cho nó tận tụy. Học, nếu không học thì thôi. Bây giờ nên là nhiều khi anh nói thiệt là nhiều khi nói là anh Trí có cần phải đi học với anh không anh Trí, thì nói không, nếu các bạn đã giỏi rồi, nếu các bạn ok rồi thì thôi khỏi đi học với anh nha. Nhưng nếu mà các bạn thấy là mình thật sự chưa cái thì làm ơn làm phước học cho nó tới nơi tới chốn, tức là tìm hiểu cho sâu sắc, tìm hiểu cho tới nơi tới chốn để tận dụng được một cách trọn vẹn những cái công cụ và phân loại tính cách và tâm lý đó. Tại vì nếu như anh và Khương hiểu kỹ và chúng ta đã từng trải rồi, chúng ta nhìn thấy là gì? Hướng nội là một điều tuyệt vời. Hướng nội là một điều tuyệt vời bởi vì người hướng nội họ giỏi hơn cái người hướng ngoại ở chỗ là họ sâu sắc hơn. Họ có thể focus tốt hơn rất nhiều. Còn cái điểm yếu của người hướng ngoại là họ dễ bị distract. Họ dễ bị cái gì cũng thích chút, ô cái này vui, cái này hay, cái này họ rất thoải mái với những cái kích thích từ bên ngoài, nhưng mà ngược lại họ rất dễ bị cuốn theo những cái kích thích từ bên ngoài. Còn không cái, chịu nổi với một cái kích thích trong một thời gian quá dài. Mà họ sẽ không chịu được một cái sự buồn chán nhất định, trong khi cái người hướng nội họ lại có khả năng focus. À, rồi họ có cái năng lực quan sát, cảm nhận và phân tích rất là sâu. À, rồi họ có cái nội tâm rất là nhiều màu sắc, nhiều cái đó thì họ đi rất là sâu. À, và vì vậy mà khi mà mình hiểu được điều đó, mình tìm cái cách để mà mình đi sâu, mình phát huy được thế mạnh đó, đó là lúc mà những người hướng nội họ sẽ đưa ra được những cái góc nhìn cực kỳ sắc bén. Đó là lúc người hướng nội họ sẽ đưa được những cái cải tiến mang tính cách mạng cho đội nhóm, cho công ty và doanh nghiệp. À, cho nên nếu họ vượt qua được cái giai đoạn ban đầu để hòa nhập, thích nghi và họ trang bị cho mình những kỹ năng hợp lý cần thiết, đúng không, và tới lúc đó họ phát huy cái năng lực của họ thì họ làm cho người khác không ngờ được. Nếu mà tới cái lúc mà họ đã thấy cái sự sâu sắc của mình tận dụng được rồi, có cái này cần phải nói ra để tạo ra sự thay đổi, và rồi nó nghiễn lại không nói được bởi vì không có kỹ năng mà của người hướng ngoại, mà có khi họ cái thế mạnh của họ là khả năng chia sẻ thể hiện ra. Anh xin lỗi luôn, nó tôi sale thì đi phải đi học kỹ năng giao tiếp, học kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng làm việc, và trang bị cho mình cái đó và dùng nó như một cái phương tiện để gửi gắm vào đó cái viên kim cương của mình, gửi gắm vào đó cái ý tưởng, cái tâm huyết của mình. Thì nếu mà bạn chở một cái viên kim cương thì bạn phải chở bằng xe bọc thép chứ bạn không chở grab bike được.
xin lỗi, à xin lỗi Grab. Bây giờ nếu mà mày có một cái ý tưởng rất là sắc bén và cực kỳ có giá trị, đúng không, nó là một viên kim cương mà 20 carat mà mày chở nó ngoài đường, thì mình phải có một cái phương tiện, thì kỹ năng là phương tiện, thì mình phải có một cái để chở một xe bọc thép chứ mà lấy xe đạp gắn viên kim cương sao chớp không là nóng đánh kêu xa. thì quá chứ có đến lên, mình phải học cái kỹ năng, cái thái độ, cái cách thương lượng, và mình phải có cái, thì đó là cái, cho nên anh mới nói là gì, thái độ trước, attitude first. Thì trong anh nghĩ là trong suốt 15 năm anh huấn luyện, anh dạy build cái nền tảng thái độ đó, nên thái độ đó xong rồi trang bị thêm kỹ năng để getting done in your way, theo cái cách hiệu quả nhất, cái cách thăng hoa nhất của chính mình. Mình luôn là người làm chủ trước, và những người chơi được theo cái hệ đó họ tỏa sáng. Và vì vậy chúng ta bắt đầu hiểu được là vì sao mà ngày hôm nay 70% những cái người leader là người hướng nội. Thật ra nó cũng không phải là vì họ ăn hên gì đâu, mà bởi vì đúng là cái văn hóa của chúng ta ngày hôm nay nó có một cái sự cuồng hướng ngoại nhất định đang diễn ra. Cho nên là cái người hướng nội khi mới vô làm nhân viên á, khắc nghiệt với nó lắm. Nhưng đứa nào mà sống được qua cái giai đoạn khắc nghiệt đó, nó qua được tới bên kia rồi, nó mạnh hơn rất nhiều, nó lì hơn rất nhiều, khả năng chịu nhiệt của nó nhiều hơn rất nhiều so với những người hướng ngoại. Thì hướng ngoại lúc đầu dễ, thì lúc đầu dễ là lúc sau khó. Còn cái lúc đầu mấy hướng nội bị dập tan nát, bị áp lực rồi nó, và nhưng mà rồi nó sẽ chết một mớ. Nhưng đứa nào mà vượt qua được cái cửa đầu đó khó, nó vô khúc sau nó mạnh kinh khủng lắm. Yeah. Thì tới lúc vô cái hiệp sau rồi á, là cái thằng hướng nội nó đã được trui rèn hiệp 1 rất là dễ sợ rồi. Vô hiệp sau nó chơi thì mấy người kia chơi không lại. Yeah. Tại vì thật ra lên tới vị trí giám đốc thì có khi nó không phải là kết nối với tất cả mọi người mà chỉ kết nối với lại như nó những cái trưởng bộ phận thôi. Và nhiệm vụ quan trọng nhất của giám đốc là đưa ra 1-2 cái chiến lược cực kỳ sắc bén để thầm win the game. Thì quá, thì lên tới lúc đó mà nếu anh hướng nội nào mà sống sót được vô tới cái cửa đó rồi thì chúng ta tỏa sáng. Mà nếu mà vậy thì nếu mà nhân cái câu chuyện này lật lại luôn thì hướng ngoại cũng vậy. Hướng ngoại thì đó, trong lúc đầu đôi khi mình dễ hơn, mà mấy bạn sẽ bị ngạc nhiên khi mình lên cao sao nó lại khó. Ủa, sao tự nhiên lúc đầu đang chơi chung mà em vô phòng em chào hỏi tất cả những cái trưởng phòng khác, bộ phận khác vui vẻ mà, nhưng mà sao cái kết quả kinh doanh nó lúc đầu như vậy là đủ rồi, như vậy là được đánh giá cao rồi, nhưng mà sao nó không có được kết quả. Thì các bạn cũng đừng ngạc nhiên để mà đó, thì lên được tới đó rồi là mình cũng đã đi một quãng rất là xa rồi, giỏi rồi thì đi tiếp lên nữa. Đừng chủ quan. Thì đối với lại người ngoài, chúng ta phải rất thành thật là ngày hôm nay chúng ta thật sự đang sống trong một cái xã hội vẫn còn cái sự cuồng hướng ngoại, cái xã hội mà cái chuyện mà người khác like mình, có rất nhiều like, có rất nhiều follower, vẫn đang là một chuyện ngày càng hot hơn. Yeah. Right. Thì hướng ngoại cửa đầu dễ lắm, nhưng mà đừng vì vậy mà chủ quan, đừng vì vậy mà do đó mà nghĩ là chỉ cần vui vẻ, chỉ cần cười ha ha, chỉ cần là mọi thứ sẽ, thì cái cười nó sẽ tạo ra cái kết quả cho doanh nghiệp, nó tạo ra những cái cải tiến kịp thời trong khủng hoảng, trong biến động. Thì đừng có chủ quan. Tại vì chủ quan là chết thôi, chết chứ bệnh tật gì. Thì anh nghĩ đó là cái mà chúng ta hiểu được. Mà nếu mà đó, cái cuối cùng là đã lên tới trên rồi mà có cả hướng nội và hướng ngoại thì sẽ là một cái tập thể rất là vững mạnh, rất trời là vui. Ơi, hai tay hai súng bên gặp nhau nữa. Thì đó là trời ơi, hai tay hai súng. Chúng ta cần nhau cho nên là thôi ráng lên trên để gặp nhau. Thì đó, lên tới đó mà hai tay hai súng, đúng không? Cần là rút súng lục ra, cần thì chơi súng máy, cần thì chơi súng bắn tỉa. Đúng không? Thì hướng nội là bắn tỉa, còn kia là súng máy bắn. Còn cần là rút bắn tỉa này. Thì làm sao mà mình như commando vậy đó, đúng không? Đặc nhiệm súng nào cũng chơi được hết, đại bác hay là thả bom nguyên tử em cũng quất được luôn. Thì trách làm sao được cái người lính giống như vậy, lương cao gấp 100 lần cái anh lính mà chỉ biết ném lựu đạn. Right. Anh nghĩ đó là cái còn lại cái gửi gắm, anh nghĩ đó là thực tế cuối cùng thôi. Là nếu bạn nào ngày hôm nay vẫn còn hơi bâng khuâng mơ hồ hướng nội hướng ngoại thì anh khuyên là nghiên cứu cho sâu ha, có thể đọc cái cuốn sách Quiet mà cả anh và anh Khương đều rất là hứng thú ha. Yeah. Để có một cái nhìn đa chiều hơn, toàn cảnh hơn về cái tâm lý, thế mạnh, điểm yếu
cái xu hướng hành vi của người hướng nội và người hướng ngoại, và phân tích rất là sâu, rất là kiểu sách dạy chuyện này nha, và học cho tới nơi tới chốn, rồi trang bị cho mình cái thái độ, cái kỹ năng tích cực để make a difference ha. Còn có một thứ mà anh nghĩ là anh gửi gắm thôi, đó là đối với cá nhân anh là một người hướng nội đi, thì đi ra ngoài bươn chải theo cái phương thức của người hướng ngoại anh làm được, tại vì anh cố gắng anh làm, và đó là trách nhiệm cần là làm, nhưng mà nó mệt không, thì khi mình mệt nhớ phải có cái thời gian hợp lý để recharge lại cái cục pin của mình. Và cái cách mà cái người hướng nội recharge lại cục pin của họ là dành thời gian cho mình, hoặc là dành thời gian trong một cái không gian rất là gần gũi, rất là riêng tư của mình, làm một cái việc rất là personal, rất là dễ thương của riêng mình, và reconnect, kết nối bản thân mình. Thì đó là lúc mà người hướng nội sẽ đi vào bên trong và tìm thấy cái nguồn năng lượng. Còn dĩ nhiên người hướng ngoại sẽ làm cách ngược lại, đúng không? Dạ. Họ sẽ đi ra bên ngoài. Thì nó là cái em thì là bổ sung thêm một hướng nữa, là đối với người hướng nội, em biết là sẽ có nhiều bạn nếu mà hướng nội xem video clip này có thể là nhận ra được nhiều điều và là tận dụng được cái khả năng quan trọng nhất của mình là ngồi suy ngẫm, và sẽ rút ra một vài bài học sâu sắc gì đó cho chính mình, và sau đó tiếp tục suy ngẫm và không làm gì hết. Thì đó là cái mà điểm yếu lớn của những người hướng nội mà theo ở nhóm tự ti ngay từ ban đầu, vì mình sợ tất cả mọi thứ nên là ok, mình muốn hiểu cách này sẽ an toàn hơn. Ngồi đó ngồi một cái màn hình video clip, em cũng đã hiểu hơn rồi, trong khi cách để hiểu nhiều nhất những thứ mà nghe được ngày hôm nay là ứng dụng nó vào trong công việc của mình. Ngay lập tức bắt chuyện với một người mới, ngay lập tức học cách đề xuất lên với sếp, ngay lập tức học cách để mà dũng cảm hơn nhận cái bài thuyết trình sắp tới và tìm cách rèn luyện thêm khả năng cho mình tham gia một môi trường mà nó năng động hơn, nó sôi động hơn, để mà mình bị kéo ra khỏi cái y ạch là cái điểm yếu của người hướng nội mà bị tự ti ngay từ ban đầu. Thì đó là cái mà em nghĩ giá trị rất lớn khi ngày xưa gặp được Awake Your Power, giá trị rất là lớn khi mà mình bước vào cái môi trường hướng ngoại ngay từ ban đầu. Đó là lý do tại sao em không hối tiếc về chuyện đó. Tại vì nếu không có cái bước, cái năng lượng đủ lớn ở phía bên này, tại vì em là sát cái cực bên này, nó nhờ cái năng lượng cực đủ lớn cực bên này nó kéo mình qua bên kia và phải ép thôi. Và em tự nguyện được ép nên là mình đẩy qua bên kia và mình bầm dập. Nhưng mà không có cái đó thì nếu mà em đi hôm nay vẫn là một bạn sẽ rất hướng nội tự tin, sẽ rất chậm, hoặc là tự tin hơn được xíu, nhưng sẽ không thể là như vậy được, nó sẽ đi rất là chậm. Đó là cái mà gửi gắm cho các bạn, bởi vì nếu mà là em ngày xưa thì em sẽ chính xác, em sẽ làm như vậy, coi xong hiểu ra rồi để suy ngẫm, còn làm gì, do nothing, không làm gì hết. Nên là mong là nếu mà các bạn đã follow tới đây và coi tới phần này rồi, có một cái action cho mình, cái next step là mình muốn làm cái gì, và nếu mà muốn nữa comment xuống phía dưới luôn. Exactly. Đó như một cái hành động tương tác, đây chính xác là hành động mình socialize hơn, và đừng nói là em hướng nội, em giữ đó trong suy nghĩ của mình thôi, viết xuống thả cái comment mà còn không thả được thì thôi đừng có hướng gì hết, mẹ hướng đi đâu, hướng vào lòng đất nghe quý vị. Cho nên là anh mong là cái chia sẻ này của anh và Khương, anh nghĩ nó cũng rất là vui giúp anh và Khương hiểu mình và nhìn lại những ngày tháng, cái chặng hành trình của mình một cách khách quan hơn và sâu hơn rất là nhiều. Và dĩ nhiên trong quá trình đó, nếu nó khơi gợi một vài cái băn khoăn hoặc là cái ý tưởng gì đó của các bạn hoàn toàn hãy đóng góp trong comment, bọn anh sẽ dựa trên những cái đó để xây dựng những cái nội dung hoặc là những thiết kế, những cái bài giảng hay là những cái chủ đề đối thoại tiếp theo ha. Còn lại ngày hôm nay người hướng nội like đời F3 rất vui đã có được cái phần trò chuyện chia sẻ rất là cởi mở và mới mẻ với người hướng nội thuần chủng. Ok, thank you tất cả mọi người.